Dạ các bạn đến kênh xe một cách 24 giờ. Ngắm nhìn những đường nét carbon phủ quanh người Honda Air Blade độ. Giá trị mà Honda Air Blade mang lại cho người dùng là điều không thể phủ nhận, bởi hầu hết trong số gần 3,5 triệu xe vẫn còn lăn bánh trên những cung đường. Bên cạnh nhiều chủ xe còn đổi lại những mẫu xe theo nhiều cách là khác nhau. Và clip dưới đây là một điển hình. Cái chiếc xe được úp full cái dàn áo làm bằng chất liệu carbon fiber. Cái dòng sản phẩm carbon này không chỉ làm xe trở nên là sang trọng hơn, mà còn giúp dàn áo được bảo vệ tốt gấp nhiều lần, ngay cả những vùng khí hậu là khắc nghiệt nhất. Chưa dừng lại, một cái dàn áo khủng, chủ xe còn trang trí phần đầu em nó, cái kính chắn gió Zero Sabati, giúp chiếc xe trở nên lạ mắt hơn. Bao tay đâm nù, cái gù carbon cũng không quên nhắc đến. Mảnh ghép kế tiếp là cụm tăng tốc Domino 2 giây và ống ga Sinsi có chức năng giúp hành trình dây ga ngắn hơn, xe tăng tốc lẹ hơn. Bỏ đi cái cụm Nissin theo xe để thay thế vào cụm Rainbow tháo từ xe phần lớn, tích hợp bình dầu rời Bonamichi và tay thắng CRG Carbon. Các ảnh phần tay thắng CRG bên trái được tô điểm bằng một chóp roti, tăng thêm cái độ đẹp trai cho chiếc siêu bằng các trợ lực trung tâm Ohlins, giúp đầu xe ổn định hơn cho độ cao. Đối với các dòng xe phổ thông, họ rất ngại đi cái trợ lực bởi cái sự lật cắt mũ không đẹp làm mất đi thẩm mỹ chiếc xe. Nhưng bản đồ này thì cắt hẳn, các bạn hãy nhìn kỹ, nó quá gọn gàng và ôm khá khích. Nhìn xuống dàn chân trước, ta cảm nhận được cái sự hầm hổ từ các chấu hình chữ Y của Monolite 105 là tuyệt vời. Khi kết hợp cùng với đĩa Braketech, heo dầu Rainbow 4x đối xứng FACC vô cùng đặc biệt. Không chỉ full cái dàn áo carbon mà nhiều chi tiết trên xe còn được cố định bằng hàng loạt ốc roti, giúp tăng thêm cái tính màu sắc cho các bản đồ này. Càng khủng hơn, đi kèm cặp phục Ohlins bình dầu rời, một thương hiệu đồ chơi từ Thụy Điển quá quen thuộc với những tay chơi xe ở nhiều quốc gia. Hơi thở im ái hiền hòa của cái chiếc Air Blade đã bị bỏ đi, và thay vào đó sử dụng cái bộ Levin-SVK-Carbon kết hợp cùng với cổ bộ titanium đem lại cho chiếc xe thứ âm thanh quy lực to lớn hơn rất nhiều khi chủ nhân lên cỡ lớn. Nhắm nhìn bé trai siêu đắt tiền từ phía xa, quay 150 độ căng đét khi được chân chơi Thái quăng hàng chục triệu đồng. Không chỉ có cái sức hút ảnh hưởng rất lớn với những tín đồ chơi xe trong nước, mà còn ở nước ngoài như Thái Lan, cái chiếc Y35 vẫn là mẫu xe rất được ưa chuộng cho đến thời điểm hiện tại. Để cá tính hơn thì những tay độ ở đây đã đổi lại em nó bằng những cách là nâng cấp với một số món đồ chơi và cực chất. Điển hình là chiếc quay độ biển ký đây. Tổng thể em nó được khoác cho mình một cái bào cam đỏ nổi bật, mang lại cái nhìn lạ mắt thích thú cho người xem. Những gam màu chói chang như thế này thường xuất hiện ở bên nước bạn. Bên cạnh đó, chủ xe còn trang bị rất nhiều món đồ chơi kiển, tác dụng là nâng cao hiệu suất. Và chúng ta cùng xem những chi tiết nhé. Ngắm nhìn từ phần đầu thấy được rõ ràng đặc trưng của chiếc xe Thái qua rổ trước dưới dạng lưới cho cái nhìn là chắc chắn. Nó tạo ra một khoảng trống đủ rộng để chứa đồ. Bên tay trái, bên phải tay lái, chủ xe còn trang bị cụm tay thắng Khaymo Rossi đi kèm bình dầu rời. Để gắn được cái dòng cụm này thì bắt buộc chủ xe phải khoét một cái lỗ để có thể để dừa bình dầu. Kích thước khoét phụ thuộc vào kích cỡ của bình dầu. Việc trang bị cái dòng cụm này sẽ giúp khả năng là hãm tốc mạnh mẽ, nâng cao cái độ an toàn cho xe khi vận hành độ cao. Góc này thấy được cái sự tinh tế, chất chơi khi chủ xe trang bị cái trợ lực cũ. Rào cản của trợ lực bắt nguồn từ những dòng phân khối lớn. Việc trang bị món đồ chơi này giúp cho tay lái trở nên ổn định hơn khi chuyển ở những cung đường xấu hoặc chạy trên đường là cao tốc. Bộ niền nhôm của xe được sản xuất thay thế bằng cái niền nhôm siêu cứng cáp với những họa tiết đáo, kết hợp cùng với tay thắng Khaymo Rossi, heo dầu Khaymobilic 4x đi kèm dầu S. Do là heo đồ chơi nên phải gắn chuẩn trên xe thì mới bắt được, là một phát nhôm CC để đo đạt và tính toán cũng kỳ lưỡng. Tay được cái phát nhôm CC gia công cực đẹp và được cố định toàn bộ ốc titan. Bầu trời titan trong clip này với cổ bô titan được trở nên là đẳng cấp với những khúc nối sắc sảo, nó mang lại cái độ bền cao. Dùng càng lâu thì cái tông màu này càng trở nên là sáng hơn nữa. Đi kèm đó, một số món đồ chơi đặc vật cũng được phủ lớp titan như cái cần đạp thắng, cái chụp chờ đạp, cái áo lót mái vân. Phuộc sau thương hiệu Suwa, có thể dòng phuộc này được cải thiện rất nhiều kèm bình dầu chứa. Việc trang bị cái dòng phuộc này giúp cho xe cải thiện mạnh mẽ về cái độ đàn hồi ổn định, êm ái khi xe chuyển trong mọi loại địa hình. Giá trị của món đồ chơi này cũng cát đỏ. Nói về khía cạnh tên tuổi thì nó còn hơn hẳn những dòng phuộc có trên thị trường như là Simboy, YS. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp tiếp, nhớ like, subscribe.